Mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin phòng chống COVID-19 của Đài truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan trên thế giới, số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây cho thấy tốc độ lây lan của virus đang có dấu hiệu chậm lại tại một số khu vực, đặc biệt là châu Mỹ. Theo báo cáo của WHO công bố ngày 24 tháng 8, thế giới đã có hơn 1,7 triệu ca mắc mới và khoảng 39.000 ca tử vong mới do dịch COVID-19 trong tuần qua, giảm lần lượt 5% và 12% so với tuần trước đó. Ngoài Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải, tất cả những khu vực còn lại đều ghi nhận sự sụt giảm số ca nhiễm mới. Dù vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, châu Mỹ là khu vực ghi nhận sự sụt giảm mạnh nhất về số ca mắc lẫn ca tử vong mới, lần lượt ở mức 11% và 17%. Nguyên nhân là do tốc độ lây lan chậm lại tại Mỹ và Brazil, hai ổ dịch lớn nhất thế giới. Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã tăng lên gần 24 triệu, trong khi số ca tử vong cũng tăng lên gần 820.000. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez yêu cầu tất cả người dân trên cả nước không hoang mang nhưng vẫn phải nâng cao cảnh giác trước diễn biến đại dịch COVID-19 hiện nay, đồng thời cam kết sẽ chặn đứng làn sóng lây nhiễm thứ hai, vốn đang cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại. Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Sanchez cho biết chính phủ sẽ phối hợp với các địa phương để vạch ra kế hoạch tự trường an toàn cho các em học sinh vào tháng 9 tới. Ông cũng thông báo về việc 2.000 binh sĩ sẵn sàng tham gia chiến dịch truy vết các ca lây nhiễm SARS-CoV-2. Trước đó, nội các Tây Ban Nha đã nhóm họp lần đầu tiên kể từ sau khoảng thời gian tạm nghỉ để ứng phó với làn sóng gia tăng các ca mắc COVID-19 tại nước này. Theo số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha, nước này hiện đang có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong số các nước Tây Âu. Cao điểm được ghi nhận hồi tuần trước, đánh dấu tuần tồi tệ nhất kể từ thời điểm đỉnh dịch cuối tháng 3 vừa qua. Hiện tổng số người nhiễm bệnh là hơn 420.000, trong đó 29.000 ca tử vong. Mới đây, Bộ Y tế Nga đã đăng ký cho vaccine ngừa COVID-19 ở dạng đông khô, bột pha chế dung dịch tiêm bắp. Theo thông báo của Bộ Y tế Nga, cơ quan này đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho vaccine Gamcovid-Vaclio do Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh học Quốc gia mang tên Gamalay phát triển và được sản xuất ở dạng đông khô để pha chế dung dịch tiêm bắp. Vaccine được đăng ký có điều kiện, theo nghị định của Chính phủ Liên bang Nga số 441. Việc đăng ký đã được tiến hành dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng, trong đó thuốc cho thấy hiệu quả và an toàn ở các tình nguyện viên. Các thử nghiệm lâm sàng đã diễn ra trong tháng 6, tháng 8 ở Trường Đại học Y Quốc gia Moscow đầu tiên mang tên Sechenov. Làm đẹp là nhu cầu thiết yếu của chị em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay sau khi dỡ bỏ lệnh cách ly, nhiều phòng khám thẩm mỹ viện đã áp dụng các biện pháp giữ an toàn, đảm bảo không lây nhiễm dịch bệnh cho khách hàng. Tại Thái Lan, các thẩm mỹ viện đã nảy ra nhiều ý tưởng mới giữ khoảng cách và vệ sinh tuyệt đối cho khách hàng. Ngoài khẩu trang, tấm chắn giọt bắn hay găng tay và cồn rửa tay bắt buộc cho nhân viên và cả khách hàng. Tới những spa chăm sóc sắc đẹp tại thời điểm này, khách hàng sẽ được trang bị thêm những chiếc khẩu trang min độc đáo. Những chiếc khẩu trang này chỉ đủ để che mũi và miệng của khách hàng tới làm đẹp, để thừa phần má, trán mắt. Chiếc khẩu trang min này đảm bảo được hai yếu tố, vẫn che được mũi và miệng của khách hàng để đề phòng giọt bắn virus SARS-CoV-2 lây truyền và vẫn hở được những phần da mặt để phục vụ cho nhu cầu chăm sóc da trong thời kỳ này. Điều này cho phép chúng tôi trị liệu làm đẹp cho khách hàng mà không cần bỏ khẩu trang. Trung tâm trị liệu sắc đẹp Wigilat đã trang bị 100 chiếc khẩu trang để sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của đông đảo khách hàng. Lúc đầu tôi chưa quen với quy định mới này, nhưng sau đó tôi thấy nó rất an toàn. Tôi không cần lo lắng mỗi khi mở miệng nói chuyện hay hít thở có khả năng lây nhiễm virus nữa. Những chiếc khẩu trang này được làm bằng vải kháng khuẩn. Thậm chí trong lúc trị liệu, Favorat còn sử dụng tấm kính che bốn phía cho khách hàng được tuyệt đối an toàn. Nhân viên chỉ đưa tay qua hai lỗ kính nhỏ để điều khiển máy trị liệu cho khách hàng. Bắt đầu từ 1 tháng 6 vừa qua, Thái Lan nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội, cho phép nhiều spa, phòng trị liệu chăm sóc sắc đẹp được mở cửa trở lại. Đây là một trong những dịch vụ được ưa chuộng nhưng lại bị áp lệnh đóng cửa do khả năng lây lan virus mạnh nhất trong thời kỳ dịch bệnh. Đang thời điểm phòng chống dịch COVID-19, điều các bệnh viện quan tâm là làm sao để người dân hiểu và nằm lòng sự cần thiết của việc đeo khẩu trang, rửa tay và cả khai báo y tế. Với mong muốn đó, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ đã thực hiện một MV tuyên truyền hết sức dí dỏm trên nền bài hát Ông Bà Anh Thời COVID-19 của Lê Thiện Hiếu. Chỉ trong một tuần xuất hiện, MV đã đón nhận trên 50.000 lượt tiếp cận.
Ông và anh yêu nhau thời virus Covid. Ông và anh yêu nhau thời Covid-19. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh. Cả hai đều đeo chiếc khẩu trang xanh. Ông và anh của thời Corona ngồi thật xa trên chiếc sofa. Ông không tặng bà anh một đóa hoa mà tặng trái nước rửa tay ấy mà. Ôi Covid ngày xưa sợ lắm con ơi, người dân xếp hàng chờ đợi vì hộp khẩu trang thôi. Và thời đó kinh hoàng lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là rửa tay đã đời. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để phục vụ khai giảng năm học mới 2020-2021, thì huyện Hồng Dân đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở các trường học, đảm bảo tốt cho việc học tập và giảng dạy trong năm học mới. Trung tâm Y tế và ngành giáo dục huyện cùng các xã thị trấn phối hợp chặt chẽ tổ chức tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, vừa trực quan vừa sinh động và thông qua các kênh thông tin chính thống để mọi người, mọi nhà nâng cao ý thức trong việc bảo vệ sức khỏe cho con em mình. Đồng thời, Trung tâm Y tế cũng tăng cường các biện pháp thiết thực để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 một cách hiệu quả ở thời điểm trước, trong và sau khi khai giảng năm học 2020-2021. Các em vào học thì các điểm trường phải chuẩn bị các cái nội dung. Thứ nhất là phải có chỗ rửa tay. Chỗ này chúng ta sẽ trang bị thuốc sát trùng để khi mấy em vào lớp thì mấy em phải rửa tay trước khi vào lớp. Và đồng thời thì khi mà phát hiện những trường hợp nghi ngờ bệnh COVID thì phối hợp tốt với y tế địa phương để làm sao chúng ta xử lý, hạn chế tối đa những trường hợp mà dịch bệnh xảy ra ở các cái điểm trường. Với sự quan tâm chỉ đạo kiểm tra đôn đốc của cấp ủy chính quyền cùng các cấp các ngành, mà nhất là phát huy vai trò nòng cốt và chủ động của ngành giáo dục huyện, các trường trong huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các điều kiện về công tác phòng chống dịch trong trường học. Trường tiểu học Ba Đình là địa bàn giáp ranh nên có hàng trăm học sinh của tỉnh bạn sang đăng ký học. Nhà trường đã tăng cường vận động cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh cùng tham gia thực hiện tốt ngày hội vệ sinh trường lớp học, tổ chức dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường lớp học, lau chùi bàn ghế, thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập và bố trí các khẩu hiệu băng rôn, góc thông tin tuyên truyền phòng chống COVID-19 tại trường, đồng thời sửa chữa nâng cấp đầu tư mới cho nước sạch, bồn rửa tay, xà phòng và nước sát khuẩn, đảm bảo trường lớp xanh sạch đẹp an toàn để các em và cha mẹ học sinh cùng thầy cô giáo an tâm đến trường. Trước khi học sinh du học thì chỉ đạo cho cái nhân viên nhà trường đo thân nhiệt ở trước cổng trường để đảm bảo về cái phòng chống dịch cho nó được an toàn. Theo kế hoạch năm học 2020-2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, học sinh các cấp của tỉnh Bạc Liêu tụ trường vào ngày 1 tháng 9, khai giảng năm học vào ngày 5 tháng 9 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2021. Sự chuẩn bị chú đáo trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học của các ngành các cấp và nhân dân ở huyện Hồng Dân là điều kiện cần thiết để tạo môi trường an toàn cho các thầy cô giáo trong năm học mới. Lúc 16 giờ chiều 26 tháng 8, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức trao giấy xuất viện cho bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, đủ điều kiện về với gia đình. Đó là bệnh nhân nữ sinh năm 1980 ở Ba Đình, Hà Nội. Sau khi có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào chiều ngày 12 tháng 8 năm 2020, bệnh nhân trên đã được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng ngày. Tính đến ngày 25 tháng 8, bệnh nhân có kết quả âm tính nhiều lần với virus SARS-CoV-2, được tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân này là một trong 266 công dân Việt Nam về từ Ả Rập Xê Út và Cộng hòa Síp vào ngày 9 tháng 8 năm 2020, được cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên phường 1 thành phố Bạc Liêu, lấy mẫu vào chiều ngày 10 tháng 8 năm 2020 gửi Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm tầm soát bệnh COVID-19, đã cho kết quả âm tính 265 mẫu, một mẫu dương tính vào chiều ngày 12 tháng 8 năm 2020. Tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp hợp tác xã chịu ảnh hưởng trực tiếp trước tình hình dịch bệnh COVID-19 gây ra.
Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan tích cực hỗ trợ kinh doanh về thuế, hồ sơ, lệ phí chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, tổ chức nhiều kênh đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tăng cường công tác tập huấn đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường công tác tuyên truyền cập nhật thông tin đến các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa kiểm soát dịch bệnh của chính phủ và địa phương để các doanh nghiệp và người lao động yên tâm ổn định sản xuất kinh doanh. Trong tháng 7 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 35 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 810 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm có 215 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.930 tỷ đồng, tăng 9,13% số doanh nghiệp và tăng 29,27% số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Có 55 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Bản tin phòng chống COVID-19 của Đài Truyền hình Bạc Liêu xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.